Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Kho Quân Sự. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thử nghiệm siêu tàu chiến tàng hình của Mỹ được cơ quan tình báo hải quân Mỹ RDI bí mật tiến hành tại một căn cứ tại thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania khi mà Thế chiến thứ hai đang diễn ra hết sức khốc liệt. Cuộc thử nghiệm tại Philadelphia hay còn được phổ biến qua một cái tên khác là Rainbow Project, tức là dự án cầu vồng, có mục đích biến con tàu chiến bề thế thành một vật thể vô hình, khiến cho radar cũng như là ngư lôi tấn công của đối phương không thể phát hiện, dựa theo lý thuyết triệt tiêu từ trường. Phương tiện được chọn là chiếc tàu khu trục hộ tống Elrich mới được hạ thủy, mang tên của cố thiếu tá hải quân John Elrich, sinh năm 1903, mất năm 1942, người đã hy sinh trước đấy không lâu trong cuộc chiến trên quần đảo Solomon phía nam Thái Bình Dương. Tàu chiến đời mới Elrich mang phiên hiệu DE-173 thuộc biên chế thường trực của Hải quân Mỹ. Nó có lượng rẽ nước 1.620 tấn với chiều dài 93m và chiều rộng 11.23m. Thủy thủ đoàn của tàu Elrich gồm 15 sĩ quan và 201 lính thủy, cùng với tầm hoạt động 12.400 hải lý. Một hải lý thì tính là 1.8 km và có thể đạt vận tốc tối đa 39 km/h trong những chuyến hải trình xuyên đại dương. Con tàu khu trục DE-173 được trang bị hỏa lực siêu mạnh với thế hệ ngư lôi săn tàu ngầm hiện đại, sẽ đảm nhận sứ mạng tối quan trọng là tuần tiếu và hộ tống các đoàn tàu vận tải trong vùng biển Địa Trung Hải, cũng như hỗ trợ các hoạt động tác chiến của quân đồng minh tại Bắc Phi và dọc sườn phía nam của châu Âu. Vào ngày 28 tháng 10 năm 1943, sau 2 tháng chính thức đưa vào hoạt động trong đội hình thường trực chiến đấu của Hải quân, thì con tàu Elrich đang neo đậu tại quân cảng Philadelphia tại ven bờ Đại Tây Dương, đợi tiếp nhận vũ khí và nhu yếu phẩm trước khi mà khởi hành sang chiến trường Địa Trung Hải. Đột nhiên, có một thông báo khẩn hoãn khởi hành vô thời hạn từ Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ tại Washington DC. Kế đến, người ta chất bổ sung lên con tàu hàng trăm tấn thiết bị điện tử trong khuôn khổ chương trình thí nghiệm mang mật danh là Philadelphia, hay còn gọi là một dự án cầu vồng, với mục đích biến con tàu thành một vật thể vô hình, khiến cho radar cũng như là ngư lôi tấn công của đối phương không thể phát hiện ra, dựa theo lý thuyết triệt tiêu từ trường, hay gọi một cách thông dụng là khử từ, do nhà bác học lỗi lạc người Đức Albert Einstein phát minh ra. Theo đó, những cố nam châm điện khổng lồ bố trí đối xứng trên thân tàu sẽ được kích hoạt cùng một lúc, tạo ra hiệu ứng công hưởng từ triệt tiêu bức xạ điện tử, cũng như là lực hấp dẫn bao quanh con tàu, khiến cho cố khu trục hàm DE-173 trở thành vô hình, làm cho kẻ thù có mắt cũng như mù. Nhà nghiên cứu lịch sử hải quân nổi tiếng Carlos Miguel, người từng có mặt trên con tàu mang tên Andrew Forrest đậu ngoài khơi quân cảng Philadelphia, đã mục kích cuộc thử nghiệm, cho biết có một màn sương mù màu xanh lục bao phủ toàn bộ trước khu trục hàm, khiến cho con tàu Elrich như là bị treo lơ lửng trên không, như nguyên văn lời mô tả của nhà sử học Allender. Sau đó, theo kế hoạch, tàu DE-173 đã di chuyển đến quân cảng Dartford thuộc tiểu bang Virginia, cách xa điểm khởi hành 200 hải lý, tức là vào khoảng 360 km, trong một trạng thái hoàn toàn vô hình. Vẫn theo sử gia Andeli, thì chương trình Philadelphia đã mang tới hệ quả là phân nửa các sĩ quan và thủy thủ đoàn đã bị mất trí nhớ, số còn lại trở nên vô thức, không làm chủ được hành vi của mình. Điều này đã có ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của binh sĩ. Genoni thì đã cố tình bưng bít toàn bộ sự việc, cho dù sau đó họ đã khắc phục được trở ngại nêu trên qua một chương trình thử nghiệm tâm sinh lý bí mật khác. Một bằng chứng khó phủ nhận nữa là sau thời gian bảo trì định kỳ, ngày 28 tháng 5 năm 1945, con tàu Elrich rời quân cảng New York sang Thái Bình Dương tham chiến để chống lại quân đội Nhật Bản. Giữa tháng 7 năm 1945, trên đường đến đảo Saipan, phía bắc quần đảo Mariana để nhận tiếp nhiên liệu, tàu DE-173 đã băng qua một đội hình dày đặc của Hải quân Nhật Bản đang bố trí tại đây mà không hề bị tấn công, chứng tỏ vũ khí tàng hình đã phát huy rất hiệu quả. Việc mà chiếc khu trục hàm đồ sộ Elrich xuất hiện bất ngờ tại vùng nước gần đảo Okinawa sau đó khiến cho lực lượng tình báo của phát xít Nhật vô cùng bối rối, bởi không phát hiện kịp thời để đối phó, đặt lực lượng hải quân vào thế bị động trong các trận đánh then chốt nhằm chấn giữ hòn đảo Okinawa trọng yếu. Đồng thời, nhà sử học Allende đã đưa ra một giả thuyết liên quan đến sự mất tích của chuyến bay MH370 thuộc hãng hàng không dân dụng Malaysia xảy ra cách đây vài năm, rằng có thể ai đó đã áp dụng phương pháp triệt tiêu từ để chiếc Boeing 777 tránh bị phát hiện, khi mà nó đột ngột đổi hướng bay qua các vùng đất vốn được bố trí hệ thống radar dày đặc bên dưới. Cùng với dự án Manhattan, chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới, chương trình Philadelphia
được liệt vào hàng siêu mật liên quan mật thiết đến lĩnh vực an ninh quốc gia của Mỹ, nên đã không bao giờ được Washington giải mật chiếu theo đạo luật tự do thông tin như các tài liệu thông thường khác. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.